Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm kim tiền nha. Cụm kim tiền hay còn gọi là đồng tiền quẩy ốc, thanh ốc Sam Trâu nha. Cây này có mã số là 184. Tổng hoành cụm là 44 nha. Cây cao là 54. Bầu đất hiện tại là 20. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 300k bao ship nha. 300k bao ship. Cụm sống khỏe rồi nha. Yên tâm luôn, cái này về mình chỉ việc tháo bọc lên chậu và thêm chất trồng nữa là ok thôi. Cụm liền cốt luôn nha. Đây, mình xem tham khảo nè. $300k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cây giống nha. Cây này là cây sào dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc. Cái này mình bán giống thôi. Đó, còn nếu mà ai thích chơi bonsai thì về mình nuôi thêm, mình dưỡng đồ lại nha. Còn nếu mà mình thích sưu tầm cây giống, chủ yếu là để mình ăn lá, chủ yếu để mình lấy lá mình làm gỏi nè, rau sống nè, nấu cà ri nè, rồi là ok nha. Cái lá rất là thơm đó. Cái dòng này á, cái lá nó già như thế này nè thì ăn được nha, còn mà cái lá non á, thì ăn nó rất là chát đó. Cái này mình giả muối ớt đồ thì ăn rất là ngon. Mình có thể mình gõ lên Google mình tra cái cây sào dông đó là nó sẽ ra cái dữ liệu cho cây này nha. Cây này mà làm gỏi với con dông là ok luôn. Thì nếu mà ở Ninh Thuận, Bình Thuận rồi thì nhiều người sẽ biết đó. Và có rất là nhiều nhà hàng khách sạn mua cây này về để chủ yếu là để lấy lá làm gia vị thôi đó. Rồi cây này có mã số là 185 nha. Tổng hoành xét gốc nè, tổng hoành xét gốc là 78. Cây cao đến đầu thân chính là 42. Rồi đang nằm cái bầu đất hiện tại là 36. 36 nhân cho 28 nha. Rồi cụm này nhà vườn xin giao lưu nhanh dọn vườn luôn là 300k bao ship. 300k bao ship để về mình lấy giống rồi nha. Đó, về mình trồng ra đất để cho nó tùm lên rồi mình lấy lá đồ ăn, làm gỏi đồ ok luôn nha. Chỉ có 300k bao ship thôi, dọn vườn nhanh luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tiền thiên nhiên VIP luôn nha. Cây này quá đỉnh luôn. Đó, cây này cũng đang dần hoàn thiện rồi nha. Cây này có mã số là 698 nha, 698. Rồi cây này có cái hòn gốc ở đây nha. Cây này cũng đang ép cái chậu cũng khá là nhỏ nha, ép cái chậu khá là nhỏ. Rồi cây này có cái hòn gốc đo được là 86 nha. Hòn gốc đo được là 86. Rồi một cái hòn thân ở đây đo được nha. Hòn thân ở đây đo được là 37. Cây cao, cao là 82. Tán rộng nè. Tán rộng tầm 140 nha. Tán rộng là 140. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng, chậu nhựa nuôi lọt lòng nha, là 48. Chậu nhựa nuôi lọt lòng 48. Rồi cây này thì nó dạng như là form thiên nhiên nha. Đó, camera quay gần gốc cho xem. Này, gốc đế nè. Đó. Đế nè, đế ok luôn. Đó, mình đang phủ cái này lại để cho nó giữ ẩm á nha. Giữ ẩm rồi giữ lại tưới nước rồi cho nó đỡ trôi. Tán ok luôn, tán quá đẹp luôn. Đi qua bên mặt. Đó, mình xem đế này, đế ok luôn. Quay cận cảnh cho nhà mình xem nha.
rồi cho mình xem tham khảo luôn. Rồi để mình quay qua bên này cho mình tham khảo thêm nha. Đây. Ồ, quá đã chưa? Gốc này. Nói chung cây này là mặt nào cũng đẹp hết á. Đế này, cốt đế này. Đế trải đẹp luôn. Mặt nào cũng đẹp hết á. Quay tổng thể ra xa. Rồi, mình xem nè. Quá đẹp luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây phi lao nha. Một cây phi lao. Cây này cũng bán thành phẩm nha. Cây này có mã số là 186. 186. Hoành gốc đo được là 48. Cái hoành ở đây đo được là 33. Cây cao lên đến ngọn là 100, cao lên đến đây luôn là 100 nha. Rồi đang nằm cái bầu đất. Bầu ươm nha, bầu ươm là 62. Cây này đế ok luôn nha. Cây này đế đẹp luôn. Cây này đế trải đẹp. Đó, cây này nguyên một cái bầu luôn rồi. Đó, cái này ở trong chậu mình rút ra nha. Đó, tay cành ok luôn. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 4 triệu bao ship nha. 4 triệu bao ship. Đó, cây này về nuôi thêm nữa là ok luôn. Phôi đẹp luôn nha. Mã số là 186 là một phôi phi lao. Sống khỏe nha. Cây này bán thành phẩm rồi. 4 triệu bao ship. Phôi rất là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Tay cành ok luôn, tay cành form thiên nhiên ok luôn nha. 186, 4 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây phi lao nha. Một cây phi lao form thiên nhiên. Cây này cũng bán thành phẩm rồi nha. Rồi cây này có mã số là 187. Hoành gốc ở đây nha. Hoành gốc ở đây đo được là 37 nha. 37. Cây cao. Cao lên đến ngọn là 110. Bầu ươm hiện tại là 50. Bầu ươm hiện tại 50 nha. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu là 5 triệu bao ship nha. 5 triệu bao ship nha. Cây form thiên nhiên rồi. Cây này ok luôn. Cây này về nuôi khá là nhanh nha. Tay cành lắc lượng khá là duyên. 5 triệu bao ship thôi. Rất chi là mềm nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Mã số là 187 nha. 187. Phi lao. Phi lao hay còn gọi là cây dương biển nha. Tay cành thiên nhiên luôn. Rất là duyên dáng. Đế nè. Rất là khỏe luôn. 5 triệu bao ship nha mình. Nói chung là mình cứ tham khảo vui vẻ thôi. Được duyên thì mình ủng hộ, còn không được duyên thì mình cũng vui vẻ thôi nha. Nhiều khi mình cũng đừng có nên tiêu cực về cái vấn đề giá cả làm gì. Nói chung là mỗi người mỗi cách nhìn thôi. Rồi 5 triệu bao ship, mã số là 187 nha, cho cây phi lao này luôn.
Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nha. Cụm này sống khỏe liền cốt luôn, nó liền từ bên kia nó liền hết qua bên này luôn nha. Đó. Nó liền hết từ bên kia qua này luôn. Đó. Camera quay review cho khán giả mình xem. Nó liền qua bên này luôn. Rồi bây giờ mình đo tổng hoành cụm nha. Rồi tổng hoành cụm là 160. Cái hoành thân này đại diện mình đo được là 25 nha. Cây cao. Cây cao đến ngọn là 112. 112 nha. Rồi cao đến bên này là 80. Đang nằm cái bầu ươm. Bầu ươm là 125 nha. 125 nhân cho 125 nhân cho 45. Cụm này cụm khủng luôn nha. Cái này thì mình tuốt hết cái lá già đi để cho nó bung cái lọc non cho nó vip hơn nha. Rồi cụm này nếu mà nhà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889244699 nha. Đó. Nhà mình thiện ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Cụm khủng luôn. Nó hay một cái là nó liền cốt hết luôn nha. Liền hết luôn. Liền hết đẹp luôn nha. Cái này về mình lên cái khay dài dài nữa là ok luôn. Nó có tổng thể cũng khá là ok. Khá tổng thể nè. Đó, lên cao luôn. Cái này mình cứ tuốt hết lá đi. Đó, cho nó ra nó lọc mới nó đẹp hơn nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Một cụm rừng cẩm thị nha. Cụm này khá là khủng nha mình. Rồi nhà vừa xin qua cái này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha. Một phôi cẩm thị sống khỏe luôn. Cây này có mã số là 189 nha. 189. Tổng hoành đo được là 57. Cây cao đến đầu thân chính là 58. Cao lên đến ngọn luôn là 68 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 46. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.600.000 bao ship nha. 1.600.000 bao ship không chậu luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cây sống khỏe rồi, cẩm thị form thiên nhiên. Cây này mình làm trực. Mình làm bay qua cũng được mà mình làm trực cũng được nha. Trực thử. Làm lại dán trực cũng ok nha. Này. Làm lại dán trực như thế này cũng ok nè. 189 nha. 1.600.000 bao ship cho phôi cẩm thị sống khỏe này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cây sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi tử đằng núi. Tử đằng núi lá lớn nha. Cây này có mã số là 190. Cái hoành thân này nè, hoành của ngay chỗ cái eo đây nè là 52 nha. Cây cao đến đầu thân chính là 43. Đang nằm cái bầu ươm cũng 43 luôn nha. Cây này thì rễ không là rễ thôi. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.500.000 bao ship nha. 1.500.000 bao ship.
Rồi, Son Sít đưa nhà mình xem dữ liệu ho này. Đây, dữ liệu ho của em nó đây nha. Ho này. Vừa rồi nó mới ra mớ ho. Ho này. Lúc lọc non của nó này nha. Lúc lọc non của nó này. Vip luôn. Lọc non đẹp quá trời luôn. Ho của nó này. Mà ho này rất là thơm nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Đây nè, đế nè. Đế đắm đồ ok luôn nha. 1,5 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì cứ ủng hộ nhà vườn. Còn không thì mình cứ xem tham khảo vui vẻ nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.